Đây cái tay nó là rụng quá, tay nóc đó. Cái này tay mũ mà. Nước gì giật giật hồi nãy kìa chứ, cái đó là nước đó. Câu cá sát ở đây kìa, Nghỉ ăn hay chưa? Nhả rồi. Dạ, dạ kìa. Đâu phải đâu. Đó. Nước, đó là nước. Có cần này nãy mới kéo nè. Trời ơi, chải cãi không quay. Nhìn không ra hả? Nếu nhìn ra tao có gì. Trời, tới cao không nói hả? Từ từ đi, dây nó nhuyễn dữ lắm á. Vậy đâu phải to to xíu nữa lên bình thường, còn dây nó nhuyễn nhừ rồi. Cảm ơn kia, cảm ơn kia. Trời ơi. Đây, bữa nay anh Huy bơi xuồng đi câu về. Không có bấm quay mới sợ. Cái máy chưa bấm quay. Đụng kìa. Đụng nãy rồi. Đụng gì? Đây là thành quả hôm nay. Kinh tế bây giờ. Mới đâu với má, tôi bơi tập đi trong nó bơi. Nó thắng đâu trời. Đấy. Không rồi. Rồi, tới bờ rồi.